Trước tiên thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cho phép tôi có cái cơ hội trình bày về cái này. Đây là cái hình ảnh chụp X-quang thường quy và chụp CT của một cái bệnh nhân ung thư phổi. Và có thể nói rằng là cái hình ảnh này là cái hình ảnh phổ biến trong cái khung cảnh y tế của chúng ta hiện nay. Với một cái khối u rất là lớn, và với một cái khối u như thế này thì cái vấn đề phát hiện không phải là vấn đề quan trọng nữa, mà là chúng ta đánh giá cái bi lăng của cái tổn thương và xét các cái phương pháp điều trị. Thế còn đây là một cái hình ảnh của một cái bệnh nhân mà có thể nói là ở cái giai đoạn sớm hơn. Thế thì cái hình ảnh ở đây chúng ta thấy là có đủ hết tất cả các cái yếu tố, tức là có một cái nốt tổn thương phổi hỗn hợp, có phần đặc, có phần kính mờ xung quanh. Cơ bản nhất là ở phía trước thì là có một cái bao thuốc lá. Đây là cái hình ảnh lấy ở trong y văn. Đấy, tức là thấy được cả các cái yếu tố nguyên nhân và cái hậu quả của nó. Thế thì với những cái trường hợp như thế này, chúng ta thấy rằng cái chẩn đoán ung thư phổi khá là đơn giản. Đây cũng là cái trường hợp mà chẩn đoán thì hoàn toàn là không có khó khăn gì cả, với một cái khối u phổi và kèm theo đó thì kiểm tra thì là có một cái khối di căn ở trên não. Nhưng mà đây là những cái trường hợp mà phải nói là rất là khó. Đây là một cái đồng nghiệp của chúng ta phát hiện cách đây 6 năm với một cái nốt mờ, nốt hỗn hợp, nốt mờ hỗn hợp, kích thước cỡ vào khoảng độ 15 mm. Bệnh nhân này thì sau đó thì đã được theo dõi 6 tháng sau chụp lại một cái phim thì là chúng ta thấy cũng không có gì thay đổi ghê gớm lắm cả. 6 tháng sau chụp lại, thế và cái này thì nếu như mà bằng mắt thường thì có thể nói là gần như chúng ta cũng thấy là không có gì thay đổi, không gì thay đổi đặc biệt lắm. Thế nhưng mà cái này nếu như mà sử dụng các cái công nghệ mà giống như vừa nãy bác sĩ Trung đã trình bày ấy, thì người ta sẽ thấy rằng là cái mật độ của cái khối này là tăng lên. Đấy, và với cái khối này thì chúng ta thử làm một cái test cái để xem mọi người có đang buồn ngủ quá không. Với một cái tổn thương sau 1.5 năm theo dõi, đấy, thì với cái tổn thương này chúng ta làm gì? Có ai đồng ý với cả phương pháp mổ cắt thủy phổi không? Giơ tay. Không ai. Có ai đồng ý với cả phương pháp là theo dõi tiếp không? Giơ tay. Đấy, toàn bộ hội trường đồng ý với phương pháp theo dõi tiếp. Và xin lỗi là trường hợp này rất là đáng tiếc, là trên thực tế chúng ta đã làm giống như các đồng nghiệp chúng ta là theo dõi tiếp. Hậu quả là gì? Một khối u phổi bùng phát. Thế thì vấn đề nó đặt ra là ở chỗ là như thế này. Tức là khi mà cái tổn thương phổi nó còn rất là nhỏ, nhưng nó đã cũng có những cái yếu tố để chúng ta khẳng định được là cái này là một cái tổn thương nghi ngờ đến một cái ung thư phổi. Đấy, bệnh nhân này quyết định là theo dõi tiếp, nhưng mà có một cái điều rất là đáng tiếc là bẵng đi 2 năm không quay lại, đến năm thứ 3 quay lại thì là với một cái khối ung thư phổi ở giai đoạn 4. Đấy, và có cả di căn ở trên não, vân vân. Thế thì cái trường hợp này là có thể nói là một cái trường hợp rất là đáng tiếc. Và câu hỏi đặt ra là vậy thì chúng ta làm gì để mà có thể là phát hiện và chẩn đoán sớm để cho người bệnh. Thế thì vừa nãy tiến sĩ Nguyễn Trường Giang cũng đã trình bày, đối với cả ung thư phổi ấy, thì hiện nay y văn với những cái nghiên cứu gộp khá là lớn, đặc biệt là các cái tác giả Nhật Bản, đã chứng minh rằng là X-quang thường quy không có một cái giá trị gì trong cái thay đổi cái tiên lượng của bệnh nhân ung thư phổi. Với một cái tổn thương như ở đây chúng ta nhìn thấy là đã có cái tổn thương phổi rồi, OS của bệnh nhân là sẽ không thay đổi. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng không nên là vì cái chuyện là không phát hiện được thì không chụp phổi. Cái đấy là hoàn toàn hai cái khái niệm rất là khác nhau. Đối với cộng đồng thì chụp X-quang thường quy không thay đổi gì OS trong bệnh cảnh của ung thư phổi. Thế nhưng mà một cái bệnh nhân đến với chúng ta không phải là trong cái bối cảnh của cái cộng đồng thì cái chuyện là chụp phổi vẫn là cái rất là cần thiết, và phần có những cái phân tích một cách hết sức là hệ thống như bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Trường Giang vừa nãy. Thế nhưng mà phải khẳng định rằng là đối với ung thư phổi thì là chụp cắt lớp vi tính mới là cái thăm khám cần thiết. Thế thì đối với cả phim X-quang thường quy chẳng hạn như trong trường hợp này, nếu như mà nói rằng là có tổn thương thì quả thực mà nói là quá giỏi. Đấy, hoặc là may thì là cứ nói bịa thôi. Chứ còn thực ra thì với cái tổn thương này thì với chụp cắt lớp vi tính chúng ta thấy là khác nhau một trời một vực. Đấy, giữa một cái khả năng phát hiện được trên X-quang thường quy và chụp cắt lớp vi tính. Thế thì cái bài ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ tập trung vào cái chuyện là chụp cắt lớp vi tính.
Cái một trong những cái phiền toái của chụp cắt lớp vi tính đấy là cái liều chụp quá cao. Ngoài ra thì lại ngoài cái chuyện là giá thành thì cái liều cao. Đối với các nước phát triển ấy thì cái vấn đề giá thành nó không phải là lớn. Thế nhưng mà cái vấn đề liều là cái quan trọng. Thế thì câu hỏi đặt ra là liệu người ta giảm liều xuống nhưng mà cái chất lượng có đảm bảo hay không? Thế thì người ta thấy rằng là đầu tiên mà nói chỉ có hiện nay ấy, trong số các cái phương pháp phát hiện ung thư phổi ấy, thì người ta thấy rằng là tumor marker không có giá trị gì cả, đừng bao giờ thử. Cái đấy là cái mà đã được khẳng định. Đấy, cái tumor marker Sifra gì thì cái tất cả những cái ung thư phổi không có ý nghĩa. Chụp X quang phổi không có tác dụng làm thay đổi cái tiên lượng sống thêm của người bệnh. Thế còn thì chụp cắt lớp vi tính với liều thấp đã được chứng minh là có thể thay đổi được các tỷ lệ tử vong. Năm 2012 thì NCCN đã đưa ra cái guideline đấy là chụp cắt lớp vi tính. Tuy nhiên là ngay kể cả những nước giàu có người ta cũng chưa thể chụp cắt lớp vi tính liều thấp đối với cả toàn dân được. Mà người ta chỉ đưa ra cái guideline là chụp cắt lớp vi tính đối với cả những cái người mà có nguy cơ cao. Thế và trong chụp cắt lớp vi tính liều thấp ấy, thì các cái yếu tố kỹ thuật hết sức là quan trọng. Chốc nữa chúng ta sẽ chứng kiến về cái chuyện là cái yếu tố kỹ thuật mà trong cái trường hợp ví dụ của đồng nghiệp của chúng ta vừa nãy cũng là cái ví dụ đó. Tức là chúng ta nhìn thấy tổn thương, chúng ta thấy nó không biến đi sau rất là nhiều năm. Thế nhưng mà chúng ta không nhận ra được là nó đã tăng tỷ trọng và cái kích thước ít nhiều nó tăng lên. Thế cho nên là đối với chụp cắt lớp vi tính liều thấp thì các cái yếu tố kỹ thuật hết sức quan trọng trong cái vai trò chẩn đoán và cũng như là điều trị. Thế nhưng mà thêm một cái nữa cũng lại là một cái điểm hết sức là cần lưu ý. Tức là độ nhạy của chụp cắt lớp vi tính thì cao hơn rất là nhiều. Và nó cũng nảy ra một cái hệ lụy đấy là dương tính giả. Thế và khi chúng ta nhìn thấy tổn thương và đến một cái mức độ là nhìn thấy quá nhiều tổn thương thì lúc đó chúng ta lại phải đặt ra là chúng ta làm cái gì cho những cái tổn thương đó để nó mang cái tính chất là hợp lý và không bị lạm dụng trong những cái trường hợp mà điều trị quá. Thế thì mục tiêu của cái bài nói này tôi trình bày với các bạn về hai điểm. Cái điểm thứ nhất tức là cái đặc điểm của các cái nốt ở phổi với cái mục tiêu để chẩn đoán ung thư phổi sớm. Và cái thứ hai nữa là những cái guideline của các cái tổ chức trên thế giới nói về cái chiến lược chẩn đoán để điều trị ung thư phổi. Thế về phân loại, khi chúng ta mục tiêu là chúng ta chụp phổi lên và nhìn thấy các cái nốt và các cái nốt này là tiền thân của các cái khối ung thư. Thế và các cái nốt này thì không phải lúc nào cũng là ung thư cả mà nó có thể nhầm với cả các cái tổn thương khác. Thế thì về mặt phân loại người ta chia ra làm hai cái nhóm. Nhóm thứ nhất tức là cái nốt đặc và cái nhóm thứ hai là nốt dưới đặc. Nốt dưới đặc thì lại được chia ra hai loại, tức là nốt được gọi là nốt đặc hỗn hợp và nốt kính mờ. Đấy, cái hình ảnh như thế nào thì chúng ta gọi là nốt đặc. Nốt đặc có nghĩa rằng là tức là chúng ta sẽ thấy rằng là cái tỷ trọng của cái nốt đó tương đương với cả các cái mạch máu và xung quanh nó thì là không có cái hình ảnh ở xung quanh. Thế còn đối với cả cái hình ảnh kính mờ ấy, đây là cái hình ảnh của kính mờ. Đấy, cái này không biết là cái có tắt được đèn nữa đi không. Đấy, cái hình ảnh kính mờ này thì là chúng ta sẽ thấy là cái mật độ của nó thấp hơn so với cả cái mật độ của mạch máu. Giả sử như là có một cái mạch máu nào đấy đi vào cái chỗ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là mạch máu đi xuyên qua. Tức là chúng ta nhìn thấy được mạch máu đi xuyên qua cái đám mờ đấy thì cái hình ảnh đấy người ta gọi là hình ảnh kính mờ. Thế còn cái nốt mà trong lòng của nó có một cái phần đặc và xung quanh nó có một cái viền halo mờ xung quanh thì người ta gọi là cái nốt hỗn hợp. Sự phân biệt của ba cái nốt này vô cùng là quan trọng bởi vì là nốt đặc có tiên lượng khác với cả cái nốt kính mờ và khác với cả cái nốt hỗn hợp. Trong đó cái nốt hỗn hợp được gọi là cái nốt có nguy cơ cao nhất. Và chúng ta liệt kê ra các cái loại tổn thương khác nhau ấy, thì thấy rằng là với một cái tổn thương nốt mà chúng ta nhìn thấy trên siêu âm, trên chụp cắt lớp vi tính ấy, thì 80% là những cái tổn thương lành tính, ví dụ như là các cái u hạt, các cái hạch bạch huyết trong phổi, những cái u mô thừa. Đấy, ngoài ra thì là trong ác tính thì chúng ta có thể là phải phân biệt giữa cái ung thư phế quản nguyên phát cũng như là lành phôm hoặc là di căn phổi. Đây là một cái ví dụ mà xin lỗi bộ phận kỹ thuật tắt hộ tôi cái giảm bớt cái đèn đi, chứ không thì cái này chúng ta chẳng nhìn thấy cái gì cả. Cái này tức là ở đây chúng ta thấy rằng là ở ba cái thời điểm khác nhau, năm 2007 và cách sau đó là 4 năm, thì chúng ta nhìn thấy là có một cái nốt mờ luôn luôn là tồn tại. Cái nốt mờ này thì về mặt định nghĩa là chúng ta định nghĩa đây là một cái nốt mờ hỗn hợp, bởi vì là trong lòng của nó có một cái phần đặc tương đương với cả mật độ của mạch máu và có một cái viền mờ ở xung quanh.
cái nốt đặc, mà cái nốt đặc hỗn hợp đấy là một cái nốt mà nó thể hiện đúng cái tính chất của một cái canxe. Canxe thì có một cái khối u ở giữa, thì sau đó thì có các cái càng nó tỏa ra xung quanh, nó tạo ra cái hình ảnh quầng mờ xung quanh. Thế và sau khi theo dõi hàng năm và 4 năm sau thì người ta thấy rằng là cái khối này có cái kích thước thì là to lên, mật độ thì là tăng lên. Và có thể nói rằng là nhìn ba cái phim này thì chúng ta mới thấy rằng là điều kiện kỹ thuật phải là gần như là phải tuyệt đối giống nhau, và so sánh nó cũng ở cùng các cái điều kiện như nhau, thì chúng ta mới có thể là khẳng định được đây là một cái nốt tiến triển. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật và chẩn đoán giải phẫu bệnh là một cái adenocarcinoma. Đây cũng là một cái tổn thương khác mà chúng ta sẽ thấy rằng là ở một cái hai cái hình ảnh này, nếu như về mặt mắt thường là hoàn toàn có thể nói là chúng ta thấy là nó như nhau. Đấy, về mặt kích thước có thể là mật độ mắt chúng ta không thể nào phân định được là đây có sự khác nhau hay không. Thế nhưng mà nếu như mà dựa trên các cái phép phân tích, đặc biệt là phân tích tự động bằng máy, đấy, người ta vẽ ra được cái hình ảnh này, hình ảnh 3D, tính được cái thể tích của nó, đồng thời tính được mật độ của nó, thì người ta thấy rằng là tăng cái mật độ và tăng cái thể tích lên 30%. Trường hợp này phẫu thuật ra cũng là một cái ung thư phổi ở một cái giai đoạn rất là sớm. Có thể nói rằng là nếu như chúng ta chẩn đoán được ung thư phổi giai đoạn này thì cái cơ may cứu sống sót của bệnh nhân mới có thể đạt được. Về cái khối u thì là chúng ta thấy là cái nốt ấy, thì như trước tôi đã trình bày, chúng ta phải định nghĩa được ba khái niệm, tức là nốt đặc và nốt dưới đặc. Nốt dưới đặc thì được chia ra hai nhóm, tức là hình ảnh kính mờ và hình ảnh hỗn hợp. Thế trong đó cái tiêu chuẩn để mà chúng ta so sánh đấy là so sánh với cả mạch máu phổi. Một cái khối mờ như là đám mây mà mạch máu đi qua vẫn nhìn thấy ở bên trong, thì đấy là một cái hình mờ hỗn hợp, và cái đó là cái hết sức quan trọng. Đây cũng là một cái điểm nữa mà về mặt công nghệ thì là chúng ta không nên là chỉ dựa vào cái phim X-quang thường quy in ra cho các quý vị đồng nghiệp ở các khoa. Một cái hình ảnh nốt mờ như thế này nhưng mà dùng cái chế độ MIP thì chúng ta thấy ngay là có cả một cái động mạch và tĩnh mạch giãn đi kèm với cả cái tổn thương đó. Thế thì chẩn đoán của cái hình ảnh 2D thì có thể là một cái nốt mờ với những nghi ngờ này, nghi ngờ khác, nhưng mà hình ảnh MIP thì có thể khẳng định được là đây là một cái thông động tĩnh mạch, và những trường hợp này mà chúng ta chọc vào sinh thiết là bệnh nhân chết. Thế còn đây cũng là một cái trường hợp khác mà chúng ta thấy rằng là cái phân tích 3D có một cái giá trị hết sức là quan trọng, một cái tổn thương áp vào một cái rãnh liên thùy, và trên cái hình ảnh 3D thì chúng ta thấy là nó có một cái hình ảnh của cái tứ giác rất là rõ. Thế thì cái hình ảnh này là giúp cho chúng ta có thể khẳng định với một cái độ đặc hiệu rất là cao là một cái tổ chức lanh phôm ở trong phổi, và cái này không phải là một cái nốt di căn. Cái này thì về mặt schema ấy, cái hình ảnh vẽ thì là chúng ta sẽ thấy là có sự phân định, tức là cái nốt, cái tổn thương lanh, cái hạch lanh phôm nằm sát với cả rãnh liên thủy ấy, thì nó sẽ có một cái hình ảnh, tức là cái bờ của nó sẽ bám sát theo một cái rãnh liên thủy, và nó thường có hình tam giác hoặc là có những cái cạnh của nó rất là sắc nét. Thế còn những cái tổn thương mà nó không tạo ra cái cạnh sắc nét mà nó tạo ra một cái khối hoặc là xuyên qua cái rãnh liên thủy thì đây là những cái tổn thương ác tính. Còn những cái tổn thương này là tổn thương gần như là chắc chắn lành tính với một cái độ đặc hiệu rất là cao. Phân tích về cái chi tiết ở bên trong ấy, thì chụp các lớp vi tính liều thấp cũng giúp cho chúng ta có thể là đánh giá được, có thể khẳng định được trong một số những cái trường hợp. Ví dụ như ở đây là một cái trường hợp mà cái vôi hóa nó chiếm toàn bộ cái nốt đấy và không có cái quầng mờ xung quanh, tổn thương này chắc chắn là lành tính. Đấy, ở trường hợp này cũng thế, tức là một cái tổn thương nếu mới nhìn thì có vẻ như là cũng có tua gai, nhưng mà bên trong thì là vôi hóa chiếm toàn bộ thể tích của nốt đấy, cái này chắc chắn là lành tính. Thế còn cái này là hai cái trường hợp mà đây là cái trong lao thì nó cũng có thể có những cái hình thái vôi hóa khác nhau, nhưng mà thường là biểu hiện cái tính chất lành tính của nó khá là rõ, tức là chúng ta thấy nó là vôi hóa toàn bộ cái khối đấy hoặc là nó vôi hóa thành cái hình viền. Đây ví dụ như đây là một cái trường hợp mà vôi hóa hình viền thể hiện một cái u có cái tính chất hạt, có các vòng tổ chức hạt ở xung quanh. Thế còn trong những cái trường hợp mà tổn thương một phần, vôi hóa một phần của khối u hoặc là cái vôi hóa đa hình thái thì coi chừng là có thể gặp trong các cái tổn thương ác tính. Tuy nhiên là tổn thương ác tính có vôi hóa cũng rất là hiếm. Đấy, đây là một cái trường hợp mà có cái vôi hóa hình bỏng ngô mà rất là điển hình của cái u mô thừa ở trong phổi. Có một cái vôi hóa hình bỏng ngô là chúng ta yên tâm là cái tổn thương đấy không phải là cái tổn thương mà chúng ta đáng phải mổ xẻ, đáng phải quan tâm. Đấy, đây cũng là một cái trường hợp mà có cái ngoài cái vôi hóa thì lại còn có cái tỷ trọng mỡ ở trong khối, cũng thể hiện đây là một cái u mô thừa ở trong phổi.
Đây cũng là một cái trường hợp khác, tức là có tỷ trọng mỡ, không có vôi hóa nhưng mà có tỷ trọng mỡ bên trong, thể hiện một cái tính chất lành tính của một cái u mô thừa, nó giống như là các cái u mô thừa các cái nơi khác. Thế và hiện nay ấy thì là chúng ta vẫn hiện nay ở Việt Nam tôi biết rằng là chúng ta vẫn đi theo cái cách thức, tức là nhìn thấy một cái khối u, sau đó thì là chúng ta chụp tiêm thuốc, đo cái tỷ trọng, nếu mà tỷ trọng tăng trước và sau tăng lên trên 15 đơn vị Hausfield hoặc là những cái tính chất như là bờ tua gai vân vân thì là chúng ta chẩn đoán là u phổi. Và xin nói với các quý vị rằng là cái tư duy đấy hoàn toàn là đúng, không có gì là sai cả, nhưng mà đấy là cái tư duy quá muộn. Chúng ta phải chẩn đoán u phổi ở những cái giai đoạn sớm hơn, ở cái giai đoạn mà có thể là chữa khỏi được hoàn toàn cho người bệnh. Đấy, thế và ngược lại là khi phát hiện ra một cái nốt thì chúng ta cũng phải xác định là không phải trường hợp nào cũng là ung thư. Ví dụ như trường hợp này có một cái hình ảnh kính mờ, nhưng mà sau một cái điều trị kháng sinh, một tháng sau chụp lại hình ảnh kính mờ đã bay mất. Đấy, cái hình ảnh này cho phép chúng ta nói được là cái thâm nhiễm kia là một cái thâm nhiễm có một cái tính chất viêm. Còn đây là một cái trường hợp mà sau khi điều trị thì là cái tổn thương nó vẫn cứ luôn luôn tồn tại như thế, thì chúng ta phải nghĩ đến đây là một cái tổn thương ác tính. Và có những cái trường hợp thì sau cái quá trình theo dõi thì chúng ta thấy rằng là nó tăng lên về mặt thể tích cũng như là tăng lên về mặt đậm độ, thì cái đấy là chúng ta chẩn đoán là ung thư phổi rất là rõ. Thế và đây là một cái trường hợp mà sau khi sinh thiết thì chúng ta thấy là gì? Tức là đây là cái tổn thương trước khi sinh thiết. Sau khi sinh thiết xong một cái lật ngược bệnh nhân trở lại chụp thì chúng ta thấy là bao giờ nó cũng có cái chảy máu và cái tổn thương nó lớn hơn nhiều so với cả cái tổn thương ban đầu. Đấy là lý do tại sao mà với những cái tổn thương nhỏ dưới 8mm, những cái tổn thương mà rất nghi ngờ ác tính, tức là một cái nốt hỗn hợp kích thước dưới 8mm, thì chúng ta tuyệt đối không được sinh thiết. Vì sao? Bởi vì là sinh thiết chúng ta sẽ trượt mất tổn thương. 8mm mà sinh thiết thì không mấy khi chúng ta bắt được, tỷ lệ dương tính của nó chỉ có cỡ vào khoảng độ 30%. Nhưng mà sau khi sinh thiết xong một cái nó sẽ chảy máu và nó tạo ra một cái quầng nó rộng hơn, và khi đó chúng ta mất dấu tích để mà theo dõi. Thế cho nên là trong những cái trường hợp mà nốt mờ hỗn hợp thì chúng ta nghi ngờ đến ung thư thì chúng ta cần phải là theo dõi chứ không phải là được sinh thiết. Chỉ sinh thiết khi nào mà chúng ta đạt tới một cái ngưỡng nghi ngờ. Và có những cái phương pháp điều trị, ví dụ như là chúng ta có thể là lấy đi trọn bộ, tức là để mà lấy được cái khối này thì là chúng ta đưa một cái kim móc vào, móc đúng cái chỗ đó, sau khi mà mổ, khi mà hạ nội soi vào thì là chúng ta sẽ lôi được đúng cái khối đấy, lồi lên trên màng phổi để mà chúng ta phẫu thuật. Bây giờ mới là phần chính, rất là tiếc là chỉ còn có 1 phút nữa thì là hết thời gian báo cáo, nhưng mà tôi sẽ tranh thủ là chúng ta còn 10 phút để discussion và 10 phút của chúng ta hơi hoãn lại, hơi muộn, để chúng ta nói nhanh một chút là vậy thì guideline trên thế giới làm gì đối với cả những cái trường hợp này. Chúng ta chụp phổi với liều thấp và phải xác định rằng là kích thước và mật độ là hai cái yếu tố quan trọng. Thế và đối với cả CT phổi liều thấp thì chúng ta cũng nên lưu ý là cái độ nhạy của cái phương pháp này ấy là rất tốt ở ngoại vi, nhưng mà những cái tổn thương ở cái vùng rốn phổi thì lại là không được cao lắm, cho nên là rất thận trọng với các cái tổn thương vùng rốn phổi. Cần phải sử dụng các cái biện pháp công nghệ, ví dụ như là tự phát hiện được bằng máy tính, hoặc là dùng các cái phương pháp khác như là MIP hoặc là các cái phương pháp tạo hình 3D của máy tính. Thế và về mặt đo đạc thì chúng ta cũng nên là đo một cách hết sức là tự động, và có những cái phương pháp mà chúng ta cần phải chuẩn hóa trong cái quá trình thực hành hàng ngày. Về tính cái thời gian nhân thêm ấy thì chúng ta có thể tính theo kích thước, tính theo diện tích hoặc là tính theo thể tích. Cái này cũng cần phải có cái sự tham gia của các cái biện pháp về mặt công nghệ. Về kích thước ấy thì người ta thấy rằng là trước đây các cái bản guideline cũ người ta dùng cái mốc là 5, 10 và 20mm, năm guideline của năm 2005. Thì người ta thấy rằng là với những cái kích thước mà trên 20mm thì tỷ lệ ác tính của các cái nodule hỗn hợp ấy có thể lên đến 82%. Để chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải quan tâm tới là kích thước và cái mật độ. Thế thêm một cái yếu tố nữa là trên cơ sở đó chúng ta phân tích về cái tốc độ phát triển. Thế đây là cái cũng là do cái công nghệ thôi, về cái hình thái của khối u và các cái nốt vôi hóa. Sau khi mà chụp liều thấp thì chúng ta đọc cái đó theo cái tiêu chuẩn của Langrad, giống như là các cái phương pháp khác. Và Langrad thì là được chia ra làm 5 cái category sau. Category 1 là hoàn toàn lành tính, ví dụ như chúng ta thấy là vôi hóa hoàn toàn tổn thương, thế hoặc là hình ảnh bỏng ngô, hoặc là có mỡ ở bên trong.
Category 2 là những cái mà với những cái nốt đuyên, category 2 này, category nào cũng thế thôi, chúng ta nên lưu ý rằng là sự đánh giá nó phụ thuộc vào đấy là cái nốt đặc hay đấy là cái nốt bán đặc hay đấy là nốt hình ảnh kính mờ. Đối với hình ảnh kính mờ thì đòi hỏi cái kích thước phải lớn hơn thì chúng ta mới nghi ngờ. Thế và trong ba cái tổn thương này thì cái nốt mà đáng quan trọng quan tâm nhất đấy là cái nốt nốt mờ hỗn hợp hay còn gọi là nốt bán đặc. Category 3 tức là cái kích thước của nó to hơn. Category 4A thì cũng là to hơn nữa, và category 4B thì là chúng ta cũng thấy là cũng chủ yếu phụ thuộc vào cái vấn đề kích thước, và có cái thứ hai nữa là nó tăng kích thước, tăng cái thời gian 15% so với cả cái chụp kiểm tra trước đó. Về cái phương pháp mà gọi là cái hướng xử trí thì là với nhóm 1, nhóm 2 thì chúng ta chỉ quay trở lại với cả theo dõi định kỳ hàng năm. Category 3, nhóm 3 thì là chúng ta sẽ theo dõi ngắn hạn hơn 6 tháng. Thế còn đối với cả category 4A thì chúng ta phải là theo dõi ngắn hơn nữa, và nếu như ở các nước phát triển người ta có thể có chỉ định chụp PET. Cái này thì không thực hành được ở trên Việt Nam. Thế còn thì các cái nhóm cao hơn thì chúng ta có thể tính đến các cái phương pháp mà điều trị bằng kháng sinh, nếu như mà nó vẫn tồn tại thì chúng ta phải tính đến chuyện là mổ để lấy cái khối u nó đi. Đây là cái guideline mang tính chất cụ thể liên quan đến các cái kích thước, và đối với cả ung thư phổi ở giai đoạn sớm thì chúng ta đi theo cái guideline Fletcher năm 2017, update của cái phiên bản cũ năm 2005. Và chúng ta nên lưu ý rằng là cái mà chúng ta quan tâm nhất đấy là cái nốt mờ hỗn hợp, cái subsolid đấy, là một cái tổn thương mà có yếu tố nguy cơ cao nhất. Tuy nhiên là người ta nói hai cái lưỡng cực, tức là nốt mờ hỗn hợp không phải cái nào cũng là ung thư. Thế và ngược lại thì là cái nốt ung thư không phải lúc nào nó cũng chỉ là có cái hình ảnh hỗn hợp, có thể có những cái nốt đặc cũng có thể là hỗn hợp. Thế nhưng mà nguy cơ cao nhất vẫn là cái nốt mờ hỗn hợp và có cái tiến triển theo thời gian. Và cái so sánh giữa các cái phương pháp khác nhau thì người ta thấy cái điều đấy là hết sức là quan trọng. Và đây cũng là một cái lần nữa chứng minh cái bằng chứng. Tức là theo những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái nốt mờ hỗn hợp ấy, thì cái khả năng ác tính cao hơn rất là rõ rệt so với cả các cái nốt mờ đặc hoặc là cái nốt kính mờ. Và sự khác biệt giữa hai cái lần chụp đấy thì giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt. Ví dụ như là sau điều trị nó biến mất thì đấy là tổn thương lành tính. Sau điều trị thì nó còn tồn tại thì chúng ta nghi ngờ. Theo dõi theo thời gian nếu mà nó tiến triển phải nghĩ đến đấy là ung thư. Đặc biệt là những cái adenocarcinoma thì tiến triển rất là chậm, cho nên là chúng ta phải rất là nhạy cảm với cái đó. Thế và cái thời gian mà nhân đôi của cái khối u là một cái yếu tố hết sức quan trọng. Và hiện nay thì theo guideline của 2017 thì người ta khuyên cáo rằng là cái khoảng thời gian mà chúng ta theo dõi có thể kéo dài đến 5 năm, khoảng cách giữa các cái lần thì có thể là 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, tùy theo cái loại đấy là loại nguy cơ cao hay là nguy cơ thấp. Thế còn về mặt đo thì chúng ta nên nhớ rằng là đo, chúng ta phải đo trên cái cửa sổ nhu mô phổi, và tính cái công thức thì là tính theo công thức nào chúng ta cũng phải mô tả trong cái kết quả của chúng ta, theo đường kính hay là theo thể tích hay là theo diện tích. Thế và tóm lại là như này, chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp phải nói rằng nó sẽ là một cái phương pháp chẩn đoán ung thư phổi trong tương lai. Hiện nay nó chưa phải là một cái tư duy phổ biến ở Việt Nam. Chúng ta chưa dám mổ những cái nốt ung thư phổi bé xíu, trong khi đó thì châu Âu lại là đấy là phổ biến. Trong tương lai chụp cắt lớp phổi liều thấp phải là một cái phương pháp phổ biến. Về đánh giá nó thì là phụ thuộc, chúng ta sẽ phát hiện được ra các cái nốt, chúng ta chia ra là nốt đặc, nốt hỗn hợp và nốt kính mờ. Trong đó cái nốt hỗn hợp là cái nốt mà đáng quan tâm nhất. Kích thước và cái đậm độ của cái tổn thương đó là hai cái yếu tố quan trọng để quyết định đến chuyện là chúng ta xử trí như thế nào. Và chúng ta theo đúng cái hướng dẫn của Fletcher, tức là dựa vào kích thước, dựa vào cái tiến triển để mà chúng ta quyết định là chúng ta theo dõi tiếp hay là chúng ta mổ hay là chúng ta không cần làm gì trong trường hợp tổn thương biến mất. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của quý vị.